Hello, Kim Thủy mến chào cô chú và anh chị. Trong thời gian qua, Kim Thủy được cô chú và anh chị ủng hộ và đồng hành cùng với Kim Thủy tại những cái mẫu nhà đẹp, giá rẻ. Thì hôm nay Kim Thủy xin chia sẻ sớm một cái căn nhà đang hoàn thiện. Và con nhà của mình nằm trên một con đường, đó là đường thông. Đường thông, đường xe ô tô chạy thoải mái. Và với ngôi nhà cũng thiết kế là có một khoảng sân đậu xe ô tô nữa. Công năng sử dụng căn nhà mình đến 4 phòng ngủ, có sân trước, sân sau. Và ngôi nhà này chắc chắn là căn nhà có sổ hồng riêng, không có chung ai hết. Thì nhà trong quá trình hoàn thiện, nhưng mà hôm nay Kim Thủy xin dành cái video này cho cô chú và anh chị để mình có thể đang tìm nhà mà có sổ hồng riêng, có đầy đủ công năng và nằm trên một con đường nhựa của nhà nước sắp làm nha. Đường đó đường sắp làm thôi, chứ hiện tại cô chú và anh chị thấy là mới đổ đá xanh thôi. Và đường xe ô tô thì chạy thoải mái rồi, đường thông, thông từ cái hướng Ủy ban xã Hưng Long thông với đoạn đường DT14. Và con đường này mình ra Ủy ban xã Hưng Long khoảng tầm hơn 1 cây số và đến chợ Hưng Long rất là thuận tiện. Và ở đây mình đi chợ Long Thượng thì nó gần hơn. Nên khi mà mình đón nhận một cái môi trường sống của mình có đầy đủ tiện ích, có chợ này, có bách hóa xanh, điện máy xanh và đặc biệt là phải có trường học các cấp cho con cái mình sau này mình ở an cư, nhưng mà cũng có đầy đủ trong môi trường sống của mình, có trường học cho con cái mình đi học sau này. Và với cái khoảng sân này chiều sâu vô là khoảng tầm 5,5 m, mình có thể đậu xe thoải mái ở khu vực này và đã làm cho mình một cái dàn cửa cổng chắc chắn kiên cố rồi. Đó. Và gạch ốp tường cho cái khoảng sân này cũng cao đó, tại tới đây luôn. Hiếm một căn nhà nào mà gạch ốp tường sạch sẽ tới đây luôn rồi nè. Mình có thể làm be sắt thép lên toàn khu vực này để cho ngôi nhà của mình kiên cố hơn. Và với ngôi nhà này hướng đông phù hợp với nhu cầu mình đang tìm cái hướng đông tứ trạch. Còn nếu mà nhà mình thấy đẹp mà chưa có phù hợp hướng á, cô chú và anh chị nhấn vào cái nút đăng ký kênh để mình theo dõi được những cái mẫu nhà mới bên Kim Thủy, để mình coi cái hướng nào phù hợp á, đông tứ trạch hay là đây tây tứ trạch, Kim Thủy đều có hết. Vì một khi mà đã đăng ký kênh rồi, những cái mẫu nhà mà gần hoàn thiện thế này nè sẽ cho cô chú và anh chị mình xem trước. Nếu thấy phù hợp á thì mình đến xem nhà để mình sở hữu trước. Đó là cái quyền lợi của cô chú và anh chị nha. Và khoảng sân được ốp gạch sạch sẽ, chống rung rêu rất là tốt. Ngoài này thì chắc chắn có một cái vòi nước đằng kia để mình thuận tiện cho tưới cây, rửa xe. Ngoài này mà mình trồng thêm những cái mảng cây xanh nữa rất là thích luôn á. Khu vực này á cho cô chú và anh chị một cái nơi mà mình ở vừa thuận tiện, đi tới đi lui, đi làm cũng thuận tiện trên thành phố của mình. Mình đi khoảng tầm 30 phút thôi là đến trung tâm quận 1 rồi. Và với căn nhà này có thiết kế một căn phòng ngủ tầng trệt để thuận tiện chăm sóc ông bà lớn tuổi. Và với ngôi nhà diện tích 4 dài cho 26 m là một trong những diện tích rất là đẹp để cho mình thiết kế được nhiều phòng ngủ và tới 4 phòng ngủ cho đại gia đình của mình. Và căn nhà này có sổ hồng riêng, nếu mà mình có trong tay khoảng tầm 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 3 là mình sở hữu được căn nhà này rồi. Nhà nằm trên một con đường thông như thế đó nữa, mình thuận tiện mua bán kinh doanh nhỏ sau này. Đó là những cái vấn cơ bản, đó là những cái thông tin cơ bản của căn nhà này Kim Thủy dành trong video. Và khi mà đến xem trực tiếp căn nhà này nữa, cô chú và anh chị sẽ hài lòng vì những cái thông tin mà Kim Thủy đã chia sẻ trong video rõ ràng rồi. Mình đến xem nhà, vị trí thực tế nữa, mình thấy phù hợp thì mình sở hữu. Nên những cái căn nhà bên Kim Thủy chia sẻ dù là chưa review hoặc là những căn nhà mới review thế này được cô chú và anh chị đón nhận trong thời gian qua rất là nhanh. Nên hôm nay mặc dù căn nhà đang quá trình hoàn thiện nhưng mà Kim Thủy review căn nhà này cô chú và anh chị thông cảm nha, còn đồ đạc rất là nhiều. Nhưng mà mình đã hình dung được công năng sử dụng và với một cái vẻ đẹp căn nhà của mình rất là sang và một cái mẫu mới nữa, kiểu máy hộp à. Còn có những cái kiểu máy thái nữa, nên cô chú và anh chị mình sẽ tha hồ chọn những cái căn nhà bên kênh của Kim Thủy. Và với khoảng không gian phòng khách rộng thoáng, đặc biệt gạch ốp tường nha, căn nhà này ốp tường sạch sẽ từ dưới tầng trệt cho đến lầu 1 luôn, là một trong những cái căn nhà được xây kiên cố đẹp mắt nhất. Và ngôi nhà được xây tường móng riêng đảm bảo cho cô chú và anh chị mình kiên cố ở lâu dài bền bỉ theo thời gian. Và mình muốn căn nhà mà riêng biệt thế này á thì đảm bảo cho nhu cầu của mình trước giờ á, thật sự là muốn những cái căn nhà mà trọn vẹn nhất á. Thường thì đường rộng nè, đường xe ô tô nè, căn nhà có đầy đủ công năng nè, sổ hồng riêng nè. Và với căn nhà thiết kế đẹp thế này chắc chắn cô chú và anh chị sẽ hài lòng cái mẫu nhà mới này. Và gạch ốp nền nhà mình á là một loại đá bóng chính nha, kích cỡ là 60x60. Cái tông màu xanh á, nó có những cái đường vân mây rất là đẹp mắt luôn. Và trên trần là một trần lá phong thạch cao được đốm rất là kiên cố và có những ánh đèn thắp sáng rất là lung linh. Và ở dưới tầng trệt thì cô chú và anh chị khi mình đã nhìn ngắm lại khoảng sân trước rộng rồi, phòng khách cũng rộng rồi, nhưng mà kế bên là một căn phòng ngủ rất là thoáng nữa. Với căn phòng ngủ này nha, cho cô chú và anh chị đón nhận cũng gạch sạch sẽ hết luôn. Khoảng không gian thì rất là rộng cho mình để tha hồ để cái giường, tủ quần áo. Căn phòng này cho thành viên yêu thương của mình ở rất là thích, vừa thoáng vừa mát.
Và với đặc biệt với những căn nhà hướng đông á, thì mình càng thích hơn, vì hướng đông là một buổi hướng mà buổi chiều nó mát mẻ rồi, cộng thêm khu xung quanh khu vực này nữa còn một cái không khí mát mẻ trong lành, không khói bụi ồn ào, đảm bảo cho người thân lớn tuổi hoặc là nhà mình có trẻ em á, mình nô đùa ở khu vực này cũng an toàn nữa. Và với gian bếp này thừa hưởng là ở khoảng sân sau nha. Và gian bếp này được thiết kế là một chữ L luôn. Và căn nhà này sẽ bàn giao đó là tủ bếp ở dưới thôi, và mặt đá là đá hoa cương. Công trình này bên Kim Thủy sẽ để thoáng ở phía trên, không quá để dàn tủ bếp trên. Nếu mà mình có nhu cầu thì mình thiết kế thêm, vì á nhiều khi á cô chú và anh chị muốn để thoáng ở trên, mình chỉ cần sử dụng ở dưới là đủ rồi. Và nơi đây mình thiết kế một cái tủ lạnh nè, rất là hợp lý luôn, rộng thoáng chỗ khu vực này. Nơi đây mình tha hồ để một bộ ghế 6 ghế không ạ, à? Bộ bàn ăn 6 ghế dành cho thành viên của mình nấu ăn xong mình di chuyển qua đây luôn, rất là tiện. Và trần trên đây cũng làm rất là cao ráo và thoáng nha. Từ chợ Hưng Long, cô chú và anh chị di chuyển đến Ủy ban xã Hưng Long. Và đó là cái điểm đón mà Kim Thủy đón cô chú và anh chị để đến xem căn nhà này. Và đường đi rất là thoải mái luôn, đi xe ô tô tới nơi luôn. Nhà mình hiện tại đang có ô tô, sắp tới định hướng có xe ô tô thì sở hữu căn nhà này nhanh nha. Và sân sau này, wow, sân sau này nó thoáng rộng đó, dành cho ngôi nhà 426 thế này. Ở trên đây thì có làm một cái máy tôn, nó máy che sẵn luôn, mình về không có phát sinh thêm cái này cũng đỡ tốn kém á. Và đây nè, cái một cái giếng, một cái tôn kéo ha, em thể kéo cho cô chú và anh chị đón nhận đó, ánh sáng vào nhà luôn. Wow, đó, đón gió từ bên ngoài vào luôn, mình có thể tận dụng phía sân sau này để mình phơi đồ nha. Kim Thủy xin kéo mở ra cho nó thoáng một chút ha. Đó, ngoài này thì mình thiết kế để máy giặt thì chống mưa, chống gió vào rất là tốt nè, có ổ điện luôn, có một cái vòi nước luôn. Gạch ốp tường thì sạch sẽ hết nha. Với những cái căn nhà mình ốp gạch thế này, cô chú mình chị sẽ rất là hài lòng á. Nếu mà sau này mình về á, mình muốn ngôi nhà của mình trang hoàng hơn, sang trọng hơn thì mình ốp bách PVC thêm. Và căn phòng vệ sinh đầu tiên có đầy đủ những trang thiết bị cần thiết đó, thoáng cao ráo nha. Và tất cả dàn cửa của căn nhà này sẽ là dàn cửa nhôm sifa và kính cường lực, nên những cái công trình bên Kim Thủy mặc dù đang hoàn thiện nhưng mà Kim Thủy cũng chia sẻ những cái nội thất của căn nhà mình nó như thế nào rồi, nên một khi mà mình đến xem căn nhà, khi mà nhà hoàn thiện á, mình cũng đã nhắm trước được căn nhà của mình như thế nào. Nên những cái căn nhà bên Kim Thủy nhiều khi bán từ lúc lúa non luôn á, lúa non cô chú và anh chị trong ngành bên Kim Thủy á, là nhiều khi có cục đất thôi và hình thành mới là móng thôi, là từ những cái công trình đó được cô chú và anh chị cũng đã đón nhận rồi. Và hiện tại căn nhà này Kim Thủy xin cập nhật thường xuyên giai đoạn của từng căn nhà của mình. Có những căn nhà mà đang xây phần móng, có những cái căn nhà mà xây phần sơn xong, và căn nhà này thì cũng đã gần hình xong rồi, chứ cũng khoảng trên dưới còn 2 tuần nữa thôi. Nếu mà mình thích thì mình giữ chỗ cọc căn nhà này, thì bên Kim Thủy sẽ cho cái thời gian cho cô chú và anh chị để mình đi công chứng, rất là thuận tiện cho mình, phải không ạ? Vừa có căn nhà mới, vừa như ý của mình nữa. Và trên lầu của nhà mình còn nhiều phòng ngủ nữa, xin mời cô chú và anh chị nhanh cùng với Kim Thủy lên tham quan. Đây, căn phòng ngủ thứ hai của căn nhà của mình. Và trên đây nhã như Kim Thủy chia sẻ, ngôi nhà thiết kế kiên cố này sẽ ốp tường sạch sẽ từ dưới tầng trệt cho đến ở trên lầu 1 đây, tất cả các phòng luôn nha. Cho mình một cái căn nhà sạch sẽ nha, nhà mình có trẻ em hay nô đùa mình, khi mình vẽ lên tường không sợ bị dơ, dễ lau chùi. Và căn phòng này là căn phòng thoáng nhất, rộng nhất. Nếu mà nhà mình ít thành viên thì cô chú và anh chị thiết kế căn phòng này phòng thờ rất là lý tưởng á, có cửa ra ngoài hành lang nè, có cửa sổ. Wow, căn nhà này thiết kế với một cái khung cửa sổ rất là lớn, không gian mở rất là nhiều, nên mình sẽ đón gió, đón ánh sáng vào căn phòng này rất là lý tưởng. Và ngoài hành lang này, cô chú và anh chị hãy cùng đón nhận một cái không khí mát mẻ trong lành. Đường xe ô tô chạy thoải mái luôn kìa cô chú anh chị ơi. Đó, một cái xe ô tô vừa chạy qua luôn. Nếu mà mình đang cần một cái ngôi nhà mà có đường xe ô tô chạy thông thoáng, đường là đường thông nha, cô chú và anh chị yên tâm. Một khi mà đã chia sẻ làm việc qua Kim Thủy, đã thông tin chia sẻ trên video rõ ràng rồi, nên công trình bên Kim Thủy được cô chú và anh chị mình ủng hộ trong thời gian qua và đón nhận rất là nhanh, thì trong video này Kim Thủy xin gửi lời cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Và sắp tới bên Kim Thủy còn cập nhật những cái mẫu nhà mới thường xuyên hơn nữa, mong cô chú và anh chị tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho Kim Thủy một cái like và đăng ký kênh ủng hộ Kim Thủy nha. Và căn phòng tiếp theo, căn phòng thứ ba của nhà mình đó, dọc theo cái này là ốp tường sạch sẽ hết luôn nha. Và căn phòng thứ ba này, wow, trần thì cao ráo thoáng đó, đèn ngủ, đèn led 2, và đây là trần la phong tông màu trắng nha. Nhà mình tông màu trắng, gạch ốp
tường cũng màu trắng luôn, nên mặc dù nhà mình là 426 nhưng mà với cái cảm giác là cái pha nhà mình nó rộng hơn, phải không ạ? Và căn phòng cuối cùng, căn phòng thứ tư. Căn phòng thứ tư này thì đang trong quá trình lắp cửa nên mình sẽ có một cái cửa sổ hướng ra ngoài sân sau. Đó, đứng đây nè cô chú và anh chị thấy tóc Kim Thủy bay 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 nè, là từ cái những cái cửa sổ này đáp ứng cho căn nhà của mình ha. Mình có căn phòng vừa thoáng vừa mát thế này thì mình càng thích hơn. Đó, với không gian căn phòng này Kim Thủy chưa mở đèn mà đã sáng rồi. Mở điện lên thì càng sáng hơn nữa. Đó. Và căn phòng cuối cùng, đây là căn phòng vệ sinh nha. Căn phòng vệ sinh thứ hai có đầy đủ những trang thiết bị cho cô chú và anh chị rồi. Gạch ốp tường này sạch sẽ và sẽ có dàn cửa cho mình đầy đủ hết. Nên căn nhà này là cũng gần xong rồi, trên dưới còn tuần 2 tuần nữa là bàn giao cho cô chú và anh chị căn nhà mới rồi. Và từ nãy cô chú và anh chị đã biết vị trí, đã biết công năng sử dụng. Và căn nhà đẹp này với một cái mức giá rẻ từ bao nhiêu, mời cô chú và anh chị chắc chắn sẽ đến phần kết thúc video mình sẽ cảm nhận được ngôi nhà của mình với một cái mức giá trị tốt như thế nào, đặc biệt trên kênh của Kim Thủy nha. Đó, chẳng mấy chốc Kim Thủy đã review hết toàn bộ căn nhà của mình cho cô chú và anh chị xem rồi. Diện tích căn nhà mình là 426, là một cái diện tích rất là rộng. Và đây là căn nhà được xây trên đất thổ cư full 100%. Thiết kế căn nhà một trệt nè, một lầu nè, 4 phòng ngủ, có một phòng ngủ tầng trệt, có đầy đủ công năng cho cô chú và anh chị ở được nhiều thành viên chưa ạ? Nếu mà mình cần một cái ngôi nhà có sổ hồng riêng thì đây là căn nhà đã có sổ hồng riêng cầm trên tay rồi. Mình có thể soi tách quy hoạch thoải mái. Và với căn nhà có thiết kế có sân trước, sân sau thì nó thoáng cực kỳ luôn. Ngôi nhà đặc biệt kèm theo hướng đông nữa là một cái hướng mát mẻ dành cho cô chú và anh chị đang tìm cái hướng. Nếu mình không quan tâm cái hướng thì cái hướng này đảm bảo cho cô chú và anh chị mình sẽ rất là thích. Vì nhà mình hài lòng về cái diện tích rồi, hài lòng về cái hướng rồi. Nhưng mà con đường của nhà mình thì sao ạ? Con đường của nhà mình được thông từ đường DT14 đằng kia, thông ra Ủy ban xã Hưng Long trên đường Hương Lộ 11, là một trong những cái tuyến đường nhựa mà nhà nước sắp tới làm cho khu vực này. Toàn khu vực này sẽ bắt đầu lên hạ tầng rất là đẹp. Và khu dân cư ở đây ha, người dân ở san sát nhau. Và với những cái căn nhà được xây tường móng riêng như thế này, đảm bảo cho cô chú và anh chị một cái nơi mình an cư, vừa hài lòng về cái mẫu nhà mới, vừa hài lòng về cách thiết kế. Và giá tổng của căn nhà này Kim Thủy xin thưa một cái mức giá cuối cùng, không phát sinh thêm chi phí nào hết, đó là giá 2,5 tỷ. Vâng, giá này cô chú và anh chị sẽ đón nhận một ngôi nhà đẹp, khang trang và căn nhà có sổ hồng riêng. Nếu mà mình đang quan tâm những cái căn nhà bên Kim Thủy, cô chú và anh chị đăng ký cái nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để mình cập nhật những cái mẫu nhà mới thường xuyên. Vâng, Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã đăng ký và đồng hành cùng với Kim Thủy trong thời gian qua. Và sắp tới Kim Thủy còn nhiều mẫu nhà mới hơn cho cô chú và anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp, như ý nhất cho mình. Và hẹn cô chú và anh chị tại căn nhà này.